Chào anh em đã đến với kênh của Kiên Vy. Anh em nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, làm clip bao nhiêu lần lỗi rồi, hy vọng là lần này lấy được top 1. Mới chơi được hai game thôi, game trước thì top 2, game này thì hy vọng là không được top 2 nữa mà là được top 1 đi. Bên kia một team luôn kìa, bay sang xa xa đây, khu này lấy đô để cho nhanh. Rồi, chạy này thì giúp YouTuber thứ một. Mình thấy họ chạy, cứ chạy lấy đồ rồi. Mình sợ không có đồ. Chưa có súng luôn này. Chưa có. Em vẫn còn lúc giờ hôm nay. Mấy nhà này nghèo thế nhỉ? Sao cũng đầy đủ rồi. Hôm qua thì hôm qua thì chơi nhá. Mình cũng phải kiếm ngôi nhà thôi. Trời ơi, thanh niên này lút nhanh nhờ. Mình vừa đang định cam nó xong, cuối cùng đấy thấy thanh niên này Cho thấy nhá. vào đây ngồi đây. Núp rồi, núp rồi. Dùng cái cốc 4 nhá. Mượn mượn cốc 4 đây. Bắn xong tí ra. Đây cốc trên tầng Được. 2. Đánh nhanh, ok. Cốc 4 trên tầng 2. Tầng 2, tầng 2. Nhà bên này hay nhà bên kia đây? Đấy, Vinh ơi, nhà đầu tiên đấy, nhà tầng đầu tiên. Nhà này Không mở thấy, cửa đây. không thấy, không thấy. Lục hơi vội cho nên chưa thấy có bốn đâu. Đấy, có bốn nhà này, có bốn nhà này, có bốn nhà này. Trong phòng nhà đấy. Chúng nó vẫn còn đang ở bên đường ấy. Có thằng. Đấy mà. Rồi, sấy luôn. Bình ô, ai lấy cúp 4 thế? Không thấy đâu. Ở đây, thấy không? Rồi, có thằng sang bên mình rồi. Nó đang ở đầu khu nhà bên kia thôi. Tôi đang qua khu bên này rồi này. Anh em biết chỗ nó đâu không? Yo. Chấm chấm lên này. Rồi bên này bên này. Có một. Ok. Chúng nó nút hết khu này rồi này. Chắc là tập trung lại một nơi rồi để bắn bắn thôi. Mark the location. Trong nhà kìa. Ném bom lên, ném bom lên. Qua gần. Đấy, tôi qua rất gần rồi này. Nhà này rất gần. Nó cứu rồi. Tôi ném bom nhá. Không một tên nữa. Gì mày vừa rào nhá. Mày vừa rào. Thôi 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 lên. Ở trong không? Thôi tôi lốc mà. Chạy đến. Có xe tới. Chạy đến xe sau. Lốc 1. Ở đâu ấy? Trái phải có hết từ từ ạ. Lia. Đồng đội team này phải cái đái. Đây đây, tôi cứu người vô hình nhá. Đứng đây. Ok. Vào đây. Mình đang ném sờ mốc để lấy đồ thanh niên kia. Nhanh thế, vừa bắn đâu xong chạy vào lấy đồ luôn. Vãi trưởng. Bét của nút của năm rồi. Đồ lấy không chừa một cái gì luôn. Chừa lại hai cái vỏ súng. Ôi, bên kia bạn bật gắt thế này. Sao vậy? Sao? Ừ, bên kia. Kiếm khác nó tới. Nó ném khói kìa. Cứu. Nó ném khói để làm gì á?
Ôi. Mày ném bóng hay đấy, hai hai người lo sau đi, tôi lo trước mặt cho hai người lo sau đi. Đây trước mặt có người đấy, Mark the location. Bot. Ôi AK bên này, thằng AK bên này, có một AK bên này. Hai thằng ở tảng đá trước mặt, hướng 75. Ui cay thế, trời ơi. Được team cát là bắn nữa. Đừng để bị lốc nhá, đừng để bị lốc nhá, không cứu đâu. Đó thằng đầu mình. Tảng đá trước mặt hướng 75 kìa. Tảng đá trước mặt hướng 75. Đó, đang ngó đầu thôi. Hai thằng luôn. Từ nhá, bơm mỏ không nước mỏ đầy đủ. Số 4 lên cứu được ha. Mình kiểu hai thằng nữa, mình bắn phiếu cả hai. Từ đây, đây tôi đang cam hai thằng đấy. Bình tĩnh. Ở đâu đây? Cứu đi, chết rồi. Đây mà. Ngoài nhà. Khó rồi, thằng kia nó lui về rồi, mình một thằng trong nhà này. Vâng rồi. Tôi không thể nó bắn ở đâu luôn. Đừng để bị kẹp. Ném khó rồi. Quay, nó mở góc rồi, chịu. Lấy xe di chuyển đi. Lấy cái gì di chuyển đi. Lui lại phía sau đi. Tôi hết đồ, hết máu, hết nước rồi. Uầy. Mà em di chuyển vào bo, nó đẩy qua luôn rồi. Qua tảng đá này. Ông phải cam nó trước, cứu. Tôi không có pháo, máu không phớt gì. Cứu nhanh đi luôn à. Tôi không có phớt. Con này không mở mic chứ sao? Phớt. Máu anh em ơi. Tôi không có bình máu, ông cứu bằng thừa thôi. Bình phớt. Phớt. Ok. Chắc phải cứu lại lần nữa rồi. Không có máu nhỏ. Tôi cuốn hết rồi. Không kiệm được có máu luôn. Cứu đi, cứu người trước đi. Xong tôi lại chia lại cho ông cái phớt này. Thế. Đây, cầm lấy mà cuốn đi. Cuốn luôn là kịp. Kịp mà, bo này bo đầu. Di chuyển này. Nó khó khăn ở cái lúc mà lấy đồ ấy thôi. Đi nào. Tôi ra khỏi khu nhà này, tôi vòng. Quay,
bo xa đấy nhỉ, kiểu khi chúng nó chết bo luôn đấy. Bo ở đâu mà tôi quấn một bình phớt mà cuối cùng nó hết đấy luôn này. Kịp mà, còn anh kịp. Mình sẽ đi xuyên sang bên kia. Nhìn chéo chéo ra khu ngoài này để lấy đồ. Rồi hết phớt hết các thứ rồi. Đây lên khu này này. Đi xuống đây đi. Quan sát xem có người không nhá. Không có bình máu nào. Quan trọng là bình phơi. Dãy đấy đông người quá, kiểu như nhà hết đồ ấy, nghèo. À có bình, có thính luôn này. Có hòm thính này. Các chị ai ăn đâu. Ôi, có người ăn luôn được. Nhưng mà ít ra tôi cũng có cái đồ. Đồ của họ dư lại. Ở dưới này nó tảng đá, từ từ đã, từ từ đã. Tảng đá phía dưới, tảng đá phía dưới. Trước mặt luôn hướng S. Ok. Đi vòng, đi vòng, vòng. Đây, yêu máu quá đâu à. Tôi bắn chúng nó đầu nó khá gắt đấy. Đây đây, chỗ này. Okay. Nhưng mà tôi không có phớt thì vãi trưởng luôn đấy, tôi kiểu máu ra tôi combat luôn. Nó bị thằng khác bắn rồi. Bắn được thằng đấy nhiều đồ lắm ấy. Nó tảng đá. Đấy đấy đấy, nó bị team khác bắn đấy. Kìa nó chạy kìa. Bên phải của người nữa, không quay bên phải. Kệ đi. Bên phải. Kệ đi. Tôi bắn cái thằng đấy rồi, tôi không có bom khói, tôi ra tôi lấy đồ của nó để tôi chơi. Ở gần đấy có người. Biết là có người rồi nhưng mà bây giờ không có đồ, không máu gì. Ném ông ném quả khói đi. Ông ném quả khói để lấy đồ thằng kia đi. Đấy, phải nhặt được đồ của thằng kia đấy. Đây này, thằng này này. Này, tôi bắn đốc này. Bên gốc cây bên kia có người. Đi bình phớt anh em ơi. Bên kia có khói kìa. Đây, chỗ này thì an toàn rồi. Đây, bây giờ máu nước lên là ngon này. Này, cho cái cốc 4 này. Giảm thanh SR nữa này. Pha này nói chung mắc nghèo luôn đúng không? Quá. Wow. Đang bò kìa. Được. Quá được đi chứ. Thanh niên cứ bò trườn là thật bắn chết. Thanh niên đang chạy vào khu nhà kìa. Nó đang chạy vào khu nhà kìa. Khu nhà bên kia đường. Bo về bên này thì ngon. Chạy sang tảng đá trước mặt đi ông ơi. Khu nhà bên kia đường ngoài bo mà. Kê đi, kê đi. Bo về bên mình. Nhưng mà nó chạy lên đường. Đây này, nó chạy lên khu đường. Mình phải ra cái tảng đá trước mặt đây này. Cái núi đá trước mặt này là ngon này. Ra được cái núi đá trước mặt là ngon này. Nó chạy sang đây hết rồi. Sang hết nhưng mà nó chỉ núp ở quanh đây thôi. Hiểu không? Có một thằng bốc hơi rồi kìa. Còn một thằng nữa, quẩn vãi rồi. À đây, đây, thằng áo hồng chạy đây này. Sau tảng đá, sau nhà. Đâu nhỉ? Sau tảng đá đấy, áo hồng.
Ném bom nhiều vào, ném bom nhiều vào. Ui, tôi bắn trúng kìa. Tôi bắn trúng.